phạt của Seo Myung không được. Choi Sinti, vẫn là Choi Sinti. 2-0, 2-0, và một lần nữa người hùng Choi Sinti là người được lựa chọn để tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay của UAE Campuchia. Cầu thủ mang áo số 6 Jonder Oliveira. Nguy hiểm. Đối mặt. Không vào. Rất tiếc cho Lim Pisot. Mũi nhọn của UAE Campuchia đã bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn. Chính Lim Pisot là người đã cắt được tình huống xử lý bóng lỗi của trung vệ Olaga. Nhưng rất tiếc là tình huống đối mặt với thủ thành Da Silva thì Lim Pisot lại có một cú sửa lòng đưa trái bóng đi ra ngoài. Đường chuyền hay, kịp không? Tốc độ của Corneris, vẫn là Corneris, không vào! Nỗ lực cá nhân tuyệt vời của tiền đạo mang áo số 14 Corneris Portela. Pha di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị. Cùng với đó là một sai sót đến từ trung vệ Tain. Tain đã mắc một sai lầm có thể nói là rất đáng trách. Khán giả đang có mặt tại Olympic National Stadium đang chờ đợi giây phút mà các thủ U2 Campuchia có được bàn thắng bật tỷ số. Pisot tình huống phối hợp. Chantia, vẫn là Chantia. Không được tuyệt đối. Điều gì đến cũng đã đến, cho dù nó có phần may mắn. Nhưng dù sao thì các cầu thủ U2 Campuchia cũng đã tập trung và quyết tâm trong tình huống tấn công vừa rồi. Họ cũng đã có những sự khác biệt về sự bất ngờ trong tổ chức tình huống đá phạt. Một đường truyền giấu ý đồ của Lim Pisot, pha xử lý tự tin của Chantia và một tình huống chấp lấy cơ đón bóng hai rất nhanh của Choi Sinti. Không có lỗi việt vị của Chantia. Chantia đã bình tĩnh xoay sở trong vòng vây của 4-5 cầu thủ bên phía U2 Timor Leste. Bóng bật ra và ngay tức Choi Sinti, tiền vệ trung tâm của U2 Campuchia đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ thực hiện tình huống dứt điểm căng ở cự ly gần. Bóng lại chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía U2 Timor Leste, đổi hướng khiến cho thủ thành Jorginho Da Silva bất lực. Đá phạt của Seo Myung không được. Choi Sinti, vẫn là Choi Sinti. 2-0, và một lần nữa người hùng Choi Sinti là người được lựa chọn để tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay của UAE Campuchia. Một tiền vệ nhỏ con thi đấu thấp nhất của khu vực tuyến giữa nhưng lại có được những pha chấp thời cơ và băng lên dứt điểm rất nhanh để mang lại những bàn thắng quan trọng cho đội chủ nhà. Một bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 40 và sau đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 45+2. Tình huống băng lên rất quyết tâm của Choi Sinti. Một nhịp nhứ và sau đó là một pha dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Bóng đi qua một dừng chân của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng khiến cho thủ môn Gerino bất lực. Bàn thắng là phần thưởng cho sự tự tin, sự quả cảm và cả tinh thần dũng mãnh của Choi Sinti. Rất trống trải, không vào. Đó là tình huống dứt điểm của Hao Halier. Một pha xử lý táo bạo của cầu thủ áo số 16 bên phía U2 Timor Leste từ đường chuyền bất ngờ của Mourinho. Pha băng lên là rất hay. Ý đồ dứt điểm về phía góc xa cũng là chuẩn xác. Chỉ có kỹ thuật thực hiện. Cú đá bị ăn quá nhiều vào phía trong. Kirina. Xử lý an toàn của Jorginho Da Silva.
Hầu hết tất cả các cầu thủ của Timor Leste đều là những cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ trong nước. Fashoka. Đường chuyền hỏng của Fashoka, Mourinho. Mourinho cho rằng thủ thành Wesley Heng đã chủ động dùng tay chơi bóng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Bóng đã chạm phần cánh tay của Wesley Heng. Một tình huống chủ động dùng tay chơi bóng của thủ môn bên phía U22 Campuchia. Và nếu như đúng luật, thủ môn của Campuchia cần phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống này. Bóng vẫn còn. Mota không được. Đó là đường chuyền của Mota hướng đến vị trí của đội trưởng John De Oliveira. Chúng ta cùng xem lại những tình huống tấn công khá hay của các cầu thủ U22 Timor Leste. Trước đó là nỗ lực dứt điểm của Ocelio. Và sau đó là một đường chuyền khá bất ngờ của Genvio Mota. Joao Hallier. Rất tiếc là tình huống chạm bóng cuối cùng của Joao Hallier lại hơi mạnh. Nếu như đó là một pha tiếp bóng cảm giác hơn thì cơ hội sẽ mở ra cho Joao Hallier. Pha phối hợp rất hay, bật tường 3 người, một người chuyền bóng là Mourinho. Chỉ cần chạm bóng nhẹ một chút thôi là Joao Hallier đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Wesley Heng ở một góc sút rộng hơn rất nhiều. Rostana và Lippi Sok. 3-0 cho các cầu thủ U22 Campuchia. Một tình huống phản công rất nhanh, có sự có mặt của những cầu thủ dự bị vừa mới vào sân. Và đó là niềm vui của huấn viên Keisuke Honda. Một nụ cười giải tỏa sau những phút giây thi đấu không thực sự ấn tượng ở hiệp 2. Nhưng phải nói rằng tình huống phản công vừa rồi của các cầu thủ U22 Campuchia là hay, chất lượng, rất tốc độ, rất hiện đại. Người góp công lớn trong tình huống vừa rồi là Lem Nora. Và tốc độ, sự can lướt, sức trẻ của Rotana đã tạo nên bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Công rất lớn thuộc về pha xử lý kỹ thuật của Leng Nora. Chiều Sinti người vừa thực hiện đường chuyền cho Rotana. Và Rotana băng lên đối mặt với khung thành và thủ môn. Lần này có lẽ sẽ là đường chuyền cho Lipisok. Lipisok 4-0 cho UE Campuchia. Một pha bóng rất đồng đội của Rotana. Pha xử lý quá hay của Rotana. Quân bài chiến lược, quân bài son của huấn viên Keisuke Honda. Và có vẻ như sau bàn thắng 4-0 thì huấn luyện viên Honda tiếp tục nghĩ đến việc thay người để bảo toàn lực lượng cho những trận đấu tiếp theo. Một pha bóng mà Rotana đã sử dụng sức mạnh, tốc độ và sự can lướt của mình để tạo ra sự khác biệt. Đường chuyền cũng rất vừa tầm để Lim Pisok để bóng vào lưới trống. Người đã có được hai bàn thắng trong hiệp 1, Châu City là người đã chuyền bóng cho Rotana. Và Rotana lần này đã thực hiện một đường chuyền quá đồng đội. Một niềm vui rất lớn đến từ huấn luyện viên Keisuke Honda. Và lúc này U23 Campuchia đã vươn lên ngôi vị số 1 của bảng A. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netsport.